bà kêu mấy con ra đây làm gì mẹ? Hiện tại ở dưới biển có một cái kho báu trị giá 673.000 tỷ. What? 673.000 tỷ? Cái này là bây giờ mấy đứa con muốn đi tìm kho báu không? Muốn. Bây giờ mẹ cho ba đứa con 5 phút để chuẩn bị. 5 phút bắt đầu. Lẹ 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 đi. Xiết xiết xiết. Lẹ lên. Lẹ 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 đi. Xiết xiết xiết. Cái gì vậy bà nội? Ủa? Mấy đứa đâu rồi ta? Mấy đứa ơi. Năm đời nhà Minh đệ tử của phái Võ Đường Vân Phi Dương luyện thành công bộ môn chỉ mu rửa rạch rau mu thải. Mày làm cái trò như vậy đi ra đằng sau. Thằng tiếp theo vô ca bụng bự đây né gà né gà ai hốt đi mà đi ra đằng sau thấp hàng không đi. Rồi còn thằng ba đâu? Ghiêu ma. Chạy! Cướp! 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 Yêu sĩ rạch ra ru mu tai cướp! Cướp! Cướp đâu? Cướp đâu? Ai cướp? Ai cướp? Ba đứa bay thay đồ đi kiếm ai vậy? Đi cướp biển chứ đi đâu? Đúng rồi. Tao kêu thay đồ đi tìm kho báu. Đi cướp biển là cái gì? Ai biết đâu, hồi nãy sao mẹ không nói sớm? Làm nãy giờ Diễn muốn chết luôn á. Để tìm được kho báu, đầu tiên chúng ta phải rèn luyện trước khi ra khơi. Ba đứa hiểu chưa? Hiểu rồi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Bài kế tiếp chúng ta sẽ tập lắm. 1, 2, 3, lên. Trời ơi, bài tập cuối cùng là chúng ta phải biết lội. Cái gì? Con không biết lội đâu đó. Con không biết lội đâu á. Còn con là chú không biết lội đó. Chắc tôi biết lội à. 1, 2, 3, lội. Hả? Ủa sao mẹ nói không biết lội mà? Tao không biết lội mà tao biết bơi được không? Rồi mẹ biết bơi mà tụi con có biết lội đâu? Lội đại đi. Thôi lội đại đi tụi bay ơi. Chúng ta đã rèn luyện xong rồi. Ba đứa con sẵn sàng ra khơi chưa? Bảo trọng nha mẹ. Đi mạnh khỏe nha mẹ. Tạm biệt.